Tập 5. Sở Nhi, 3 năm trôi qua, cô nhìn ngươi trưởng thành, cô coi trọng ngươi, cũng hy vọng vào ngươi. Cái này ngươi cầm lấy, đó chính là ca dao của quê hương chủ tử đó. Ngươi đặc biệt rất thích, mong rằng nó có tác dụng với ngươi. Cảm tạ cô. Đi chuẩn bị đi. Dạ, xin đa tạ. Dân tỷ. Ngươi nhất định muốn hỏi tỷ tỷ vì sao làm như vậy. Tỷ tự có tính toán của mình. Giả quanh ngu xuẩn, không thể nhìn ra tâm ý của tỷ tỷ. Ta biết là ngươi rất hy vọng Sở Nhi có thể ra ngoài. Cho dù không ra được, ngươi cũng mong nó được sống. Ít nhất ở Tế Nguyệt Đài giúp ngươi. Ngươi xem bộ dạng nó huấn luyện người mới cũng rất ra dáng đó. Nhưng nó không phải ngươi. Kể từ ngày đầu tiên bước vào Tế Nguyệt Đài, có một thứ ở trong mắt của cô ta, nó chưa từng biến mất đi. Là thứ gì vậy chứ? Dạ tâm. Cô ta muốn thắng tất cả mọi người, muốn dễ dàng đường đường chính chính từ Tế Nguyệt Đài này đi ra. Cô ta quá háo thắng, muốn làm nhiều hơn và lớn hơn nữa. Dân tỷ chỉ có thể giúp cô ấy đến đây thôi. Đúng là chọn người ta chết khiếp. Chút nữa là tới không kịp rồi. Đi như ăn trộm vậy đó. Vất vả cho muội rồi Yên Nhi. Phượng Di đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng hết sốt rồi. À, cô nói chúng ta chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn, nhưng mà bây giờ Phượng Nhi bị sốt rồi, chúng ta nên chuẩn bị cái gì đây? Phải đó. Nè Trích Nhi, cô có nhiều ý tưởng hay là nói ra đi. Chúng ta phải biết người tới đây là ai mới có thể chuẩn bị cho chu đáo được. Cô không phải nói rồi sao? Là khách quý tới, hơn nữa còn là người cô kính trọng 3 phần. Nè, mới sáng sớm thôi mà đã náo nhiệt vậy rồi hả? Tỷ tới đây làm gì? Ta tới xem các cô. Hế, các cô chuẩn bị tiết mục ra sao rồi? Mấy người các cô từ khi tới Tế Nguyệt Đài chưa có lúc nào yên ổn, làm gì sảnh mà yên ổn học hành chứ. Hả? Phải rồi, Phượng Nhi ốm rồi, chắc cô ấy không tới được rồi. Ta thấy lần này các ngươi hết hy vọng rồi đó. Chuyện này không cần tí bận tâm, bọn ta chắc chắn sẽ đánh bại tỷ, đợi mà coi. Bản lĩnh không có lớn mà khẩu khí thì không nhỏ đó. Ta sẽ đợi xem các cô có thể chuẩn bị được một tiết mục đặc sắc ra sao. Lần này ta tới đây để tạm biệt các cô đó. Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, sẽ sống một cuộc sống vinh hoa phú quý. Các cô đó hãy cứ ở đây từ từ mà đợi đi. Nói như vậy tỷ có thể ra ngoài rồi sao? Đúng đó. Người lần này tới đây là chủ tử thật sự của Tế Nguyệt Đài này đó. Các cô chắc là không biết. Có điều bây giờ đã biết rồi, chắc cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tới lúc đó ta bay lên như diều gặp gió rồi. Còn các cô cứ ngồi ở đây mà đợi tới già đi ha. Bây giờ chúng ta phải làm sao được đây? Sở Nhi đã ở Tế Nguyệt Đài tới 3 năm rồi. Lần này nếu có thể ra ngoài, nhất định tới Tế Nguyệt Đài là người rất quan trọng. Hơn nữa người này sẽ dẫn theo một số người. Nói như vậy thì cũng tức là nói chúng ta có thể tới một nơi tốt thật sự rồi. Tốt quá rồi. Tuyệt quá. Tuyệt quá. Chủ tử thật sự của Tế Nguyệt Đài này chính là nói người còn có quyền lực cao hơn dân thượng của cô. Nói không chừng đây chính là một vị đại quan có thể rửa quan cho nhà ta cũng nên. Tham kiến Thái hậu nương nương. Tham kiến mẫu hậu. Trong lòng con có còn người mẫu hậu này hay không hả? Không ở trong cung xử lý triều chính, cả ngày chỉ chạy ra ngoài thôi. Thái hậu nương nương bớt giận, hoàng thượng xuất cung để thị sát dân tình, ngoài giao lưu với các sĩ tử vào kinh thi cử để tìm xem có nhân tài nào đặc biệt hay không thôi. Ngậm miệng cho ta. Đừng tưởng là ngươi đi theo ai gia nhiều năm thì có thể mặc sức mà làm càn. Hoàng thượng xuất cung cũng là do bị ngươi mê hoặc. Có tin ai gia đánh chết ngươi không hả? Thái hậu nương nương bớt giận, thần tội đáng muôn chết. Xin mẫu hậu bớt giận,
là Nhi thần tự muốn xuất cung. Lưu Mặc chỉ là không dám làm trái ý của trẫm. Dinh Nhi, trong cung có gì không tốt vậy chứ? Vì sao con lại không chịu ở trong cung vậy? Con là Cửu Ngũ Chí Tôn, là thiên tử. Con lên ngôi trị vì chưa đầy 3 năm, cứ như vậy mà làm triều đại tàn lụi sao? Con để cho A Gia chết đi, không có mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Nhi thần tuyệt đối không trễ nải việc triều chính, chỉ là Nhi thần muốn nhìn xem những khổ cực của thế gian. Từ nhỏ Nhi thần đã sống trong hoàng cung, chưa từng rời khỏi hoàng cung. Mọi chuyện lớn nhỏ ngoài cung đều nghe qua lời của các đại thần mới biết. Mẫu hậu chẳng phải đã từng dạy con sao? Đọc dặn cuốn sách không bằng đi dặn dặm được. Con trưởng thành rồi, A Gia vốn không nên quản nhiều chuyện của con như vậy. Nhưng A Gia lo tuổi của con vẫn còn đang rất trẻ, xử lý không tốt quan hệ với đại thần. Nhưng lời vừa rồi con mới nói cũng không phải là vô lý. Về sau này chuyện của con hãy cố gắng tự mình làm chủ cho tốt. Cảm tạ mẫu hậu. Con cũng đừng vui mừng quá sớm, A Gia có điều kiện kèm theo. Con nói xem, đã bao nhiêu lần rồi con chưa tới cung của Mai Phi vậy? A Gia còn đang đợi ôm hoàng tôn đó. Hả? Tuyết Nhi tỷ tỷ, thuốc hôm qua lấy đều đã dùng hết rồi, phải làm sao đây? Sớm biết như vậy hôm qua lấy nhiều hơn một chút. Có thể chúng ta vội vàng quá. Không sao đâu, ta nghĩ cách khác xem sao. Thực ra là ta đã quan sát từ lâu rồi, buổi trưa dược phòng không có người, bọn họ đều đi ăn cơm hết. Lát nữa ta sẽ lẻn qua lấy. Nhưng bụi không biết chữ, lỡ như bà lấy nhầm thì làm sao? Coi thường ta quá đó. Ở trên mỗi loại thuốc đều có dán chữ hết mà. Ngày hôm qua ta đã sớm ghi nhớ tên thuốc mà tỷ ghi rồi. Ta học rất nhiều lần, có gì khó khăn đâu. Vậy bụi chiếc lại một lần cho ta xem đi. Đợi một chút. Thế sao hả? Không tồi, viết đúng hết rồi đó. Yên Nhi à, cô giỏi thiệt. Chỗ thuốc này là để trị phong hàn, chắc chắn là thuốc cho Phượng Nhi rồi. Thuốc này ta sẽ cho các ngươi uống nhầm thuốc, tới lúc đó xem các ngươi biểu diễn ra sao đi. Không tệ, Yên Nhi đã nấu thuốc rồi. Mọi người về rồi hả? Bụi tỉnh rồi. Yên Nhi à, cơm chiều đây. Yên Nhi, thuốc của cô. Nè Yên Nhi, thuốc này bụi đun bao lâu rồi? Một canh giờ rồi đó. Vậy thuốc sắp xong rồi, một lát nữa ta sẽ mang qua cho Phượng Nhi. Buổi tối ta ở cùng với Phượng Nhi. Vất vả cho muội rồi. Phượng Nhi, nhân thuốc còn nóng uống đi.
Sao vậy? Sao lại đắng như vậy chứ? Kỳ quái, sao hôm qua tỷ không chê đắng chứ? Có thể vì hôm qua miệng của ta không có vị giác. Tuyết Nhi nói rồi, đây là thuốc ngày thứ ba. Tỷ mau uống đi, ngày mai có thể quay về rồi. Uống cho là khỏi sao? Nhanh nhanh uống đi. Đắng quá đi. Phượng Nhi, Phượng Nhi, làm sao vậy? Phượng Nhi, Tây Nhi, ngực của ta, ta không thở được. Tây Nhi, sao lại như vậy được? Phượng Nhi, không được. Đại phu, đúng, tìm đại phu. Sao lại như vậy? Túi hương không có tác dụng, ta không thở được. Cô, sao ta lại ở đây? Ngươi được giải trừ lệnh cấm rồi, bây giờ đang ở trong phòng ngủ của ngươi đó. Đa tạ cô. Mấy người Tuyết Nhi đâu? Lá gan của các ngươi thật không nhỏ, bệnh cũng không báo cáo lên trên, còn lén tự chạy đi lấy thuốc về uống nữa. Lẽ nào không biết thuốc có 3 phần độc, nếu uống nhầm sẽ mất mạng hay sao? Dạ quanh tỷ tỷ, ai trộm thuốc vậy hả? May mà cô được phát hiện kịp thời, vận khí của cô tốt, không giống như dạ quanh. Cô à, ta đã ngủ rất lâu rồi sao? Ngươi đã hôn mê 1 ngày 2 đêm rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Ừ, ta hãy đi thôi. Tuyết Nhi, Yên Nhi, Phượng Nhi tỉnh rồi sao? Ta không sao. Tây Nhi đâu? Điều tại ta, ta đã lấy nhầm thuốc, hại cô và Tây Nhi. Mùi ấy cũng bệnh sao? Sao vậy chứ? Tây Nhi mùi ấy đã mất rồi. Mất rồi. Thank you.
Tây Nhi thật đáng thương, chịu nhiều khổ sở như vậy còn chưa được hưởng phước mà đã ra đi rồi. Mấy tháng này ta liên tục mất đi rất nhiều người thân bạn bè. Ta đột nhiên cảm thấy sinh mệnh rất vô thường. Đúng vậy, thấy sự vô thường giống cứ tưởng là bản thân có tất cả rồi, thật không ngờ chớp mắt cũng sẽ mất đi mà thôi. Cũng không biết là tin tử của Tây Nhi, người nhà của muội ấy có biết không? Chi bằng chúng ta kết bái đi. Kết bái? Nếu như sau này bất cứ ai trong chúng ta có chuyện gì ngoài ý muốn thì người còn sống nhất định phải giúp người mất cúng bái. Lời của Yên Nhi rất đúng. Bây giờ ở Tế Nguyệt Đài, sinh mệnh yếu ớt như ánh đèn, gió thổi một cái là dục tắt. Giống như Tây Nhi vậy, cô ấy cũng chẳng ngờ bản thân sẽ ra đi như vậy. Bây giờ chúng ta không có cách nào thông báo cho người nhà của cô ấy. Được, bây giờ chúng ta kết bái đi. Trời xanh trên cao, hoàng tổ dưới đất, hôm nay tín nữ Phượng Nhi, Tuyết Nhi, Yên Nhi nguyện kết thành tỷ muội khác họ, từ đây đồng sinh cộng tử, mãi không phân ly. Thần tham kiến hoàng thượng. Trường Canh, từ sau khi tới Tế Nguyệt Đài sao không thấy khanh vậy? Bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay thần đang bận chút chuyện riêng thôi. Chuyện riêng? Khanh mà cũng có chuyện riêng sao? Trường Canh ơi là Trường Canh, nào, tới đây kể trẫm nghe. Khanh có chuyện riêng gì? Là nhìn trúng vị của nương nhà ai sao? Trẫm sẽ giúp khanh đi đề thân cho. Nếu không đồng ý, trẫm sẽ giúp khanh đi cướp. Sao hả? Đại ca này trượng nghĩa chứ. Hoàng thượng quy chủ, hoàng thượng đối tốt với Trường Canh, Trường Canh luôn khắc ghi trong lòng. Chỉ là chuyện riêng này không giống như hoàng thượng nghĩ đâu. Thần đã tìm thấy một ít manh mối về muội muội thất lạc nhiều năm của mình. Thần đang tìm muội ấy. Ồ, tìm người hả? Vậy khanh nên đi tìm Lưu Mặc, thám tử ở đông xưởng của Lưu Mặc. Ngay cả các đại thần một ngày thân mật mấy lần với vợ, bọn họ còn ghi chép được. Tìm người chắc không thành vấn đề. Đó, đúng rồi, Trường Canh, nói tới Lưu Mặc, hắn gần đây đang làm gì? Lần trước nói tới chuyện Tế Nguyệt Đài là thật sao? Bẩm hoàng thượng, Tế Nguyệt Đài quả đúng thật là một cứ địa bồi dưỡng thám tử bí mật của đông xưởng. Chủ quản quản lý nơi đó cũng là người rất giỏi. Về chuyện này thì Lưu Mặc không hề giấu giếm. Tốt nhất là như vậy. Nhưng nói về vấn đề tận dụng lợi thế của Lưu Mặc vẫn cần suy nghĩ thêm. Vậy thì ý của hoàng thượng là... Ý của ta là không chỉ dùng mà còn dùng triệt để. Lưu Mặc nếu không ngu, hắn nên biết tình hình hiện tại ra sao, nên nghe theo ai. Các cô nương, để nghênh đón khách quý, Tế Nguyệt Đài có chuẩn bị một sấp vải mới cho mọi người, để các cô làm y phục biểu diễn. Đẹp quá. Mọi người tới nhận đi, mỗi người chỉ được chọn một mà thôi. Đẹp quá. Cái này của ta. Cái này của ta. Của ta sẽ đẹp nè. Nè, sao không thấy Yên Nhi đâu vậy? Ta thay cô ấy nhận một cuộn bằng không một lát sẽ hết mất. Ta lấy cái này. Nè, Phượng Nhi, đẹp lắm đó. Một người chỉ được nhận một cuộn thôi. Nhưng mà Yên Nhi không có mặt ở đây mà. Mỗi người đều có, không được nhận giùm. Ta biết rồi. Không cho nhận. Ơn trời phù hộ, ta lấy kịp thời. Tấm màu tro này xấu muốn chết luôn. Mặc y phục như vậy biểu diễn còn không bằng không diễn. Nè Phượng Nhi, tấm vải này xấu như vậy, sao lúc đó cô không giúp ta lấy cái khác? Ta giúp cô lấy rồi nhưng dạ quanh tỷ không cho lấy, có đúng không? Mệnh của ta sao lại khổ như vậy? Tuyết Nhi tỷ, ta thật sự là không thích tấm vải này. Được rồi bà, Yên Nhi đừng lo, chúng ta nghĩ thêm cách. Cô yên tâm đi, Tuyết Nhi đã nói là có cách rồi, nhất định là không vấn đề. Đa tạ đã có lòng, ta ra ngoài dạo đi.
Nhi à, tấm vải đó của cô ấy thật sự quá xấu, cô có cách giải quyết không? Nói tới cách thì cũng không phải không có. Chúng ta có thể dùng hai miếng vải làm y phục cho ba người. Hai tấm có đủ không hả? Và điều kiện đầu tiên là cô không được lên ký. Ta... Vậy bây giờ chúng ta phải giữ bí mật để lúc đó tặng kinh hỉ cho cô ấy. Được thôi. Nè Yên Nhi, cô làm gì ở đây một mình vậy? Không có gì, đi dạo thôi. Đừng giấu ta nữa, cô có chuyện gì đều hiện lên mặt cả rồi kìa. Có gì không vui sao? Không có. Nói thật là ta vui hay không vui liên quan gì tới tỷ? Yên Nhi, cô không phát giác ra gì sao? Cô và hai người họ không phải người cùng đường đâu. Cả hai người bọn họ xuất thân ra sao kia chứ? Một người là tiểu thư con nhà quan lớn triều đình, một người là tiểu thư có người cha là tổng tiêu đầu giang danh thiên hạ. Cô có thể so sánh với bọn họ hay sao? Bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng chính là coi thường cô đó. Trong mắt của bọn họ, cô chỉ là một ả nha đầu lang thang mãi nghề trên đường mà thôi. Sở Nhi, nếu tỷ nói mấy lời này với mục đích sỉ nhục ta, vậy thì tỷ thành công rồi. Ta không hề có ý sỉ nhục muội muội như muội nói đâu. Xuất thân của ta cũng thấp kém mà, chúng ta cùng một loại người. Tỷ có ý gì đây? Chúng ta xuất thân tương tự nhau, cũng có một trái tim không cam chịu số phận. Vì sao chúng ta không thể liên thủ cùng nhau làm nên đại sự, để thế đạo này nhìn thấy chứ? Liên thủ cùng với tỷ? Không thể nào. Đừng vội, cô có thể từ từ suy nghĩ. Cô cần nghĩ kỹ càng vào, đợi khi cô suy nghĩ thật kỹ rồi nhớ tới tìm ta đó. Được rồi, ta đi trước đi. Bất luận ra sao ta cũng không phản bội họ đâu. Liễu Không đại sư, ngài không phải đang chuẩn bị tổ chức đại hội cảm ơn tự sao? Vậy còn tới chỗ trẫm làm gì? A Di Đà Phật. 10 ngày sau, cảm ơn tự muốn tổ chức đại pháp hội hoằng pháp mỗi năm một lần. Sau khi đại pháp hội kết thúc sẽ bán đấu giá một ít điển tịch. Chỉ là trong số điển tịch lần này có một cuốn điển tịch khiến cho rất nhiều người đều thèm muốn, làm lão nạp vô cùng đau đầu. Xin hỏi đó là loại sách gì khiến đại pháp sư đau đầu như vậy? Võ Mục Di Thư. Là Võ Mục Di Thư của Nhạc Dương gia. Chính là nó. Bởi vì cuốn sách này vô cùng quý giá, là con của một người quý nhân quỷ thác, lão nạp mang ra bán đấu giá tại đại hội lần này. Cho nên chỉ trong vòng nửa tháng là rất ngắn ngủi, hai vụ trộm đột nhập đã xảy ra. Vậy ý của sư thầy là? Lão nạp sợ phụ sự quỷ thác của con trai cố nhân, vì vậy khẩn cầu hoàng thượng có thể bảo quản cuốn sách này ở Đại Nhạc Xuân Thu Phủ hay không. Sau khi đấu giá kết thúc thì có thể gửi lại cho lão nạp. Liễu Không đại sư yên tâm, cứ để ở chỗ trầm. A Di Đà Phật. Vậy lão nạp không quấy rầy hoàng thượng nữa. Chùa Dân Cư cách đây 10 dặm đang tổ chức một lễ hội. Dân tỷ tỷ cho rằng gần đây mọi người luyện múa khá là vất vả. Cho mọi người đặc ân, tất cả mọi người được nghỉ nửa ngày. Mọi người có thể đến Dân Cư tự dạo một vòng. Wow! Tuyệt vời quá! Hay chưa có gì thôi. Wow! Đẹp lắm, đẹp rồi, không được ra ngoài đó. Ba chị khách quan, vào ăn sủi cảo đi. À, xin mời. Được, được đó. Mang tới ba chị. Dạ được, mau ngồi đi. Yên Nhi à, ở phía bên kia có một tiệm nem tham tẩu đặc biệt rất là ngon. Được rồi, được rồi, ăn xong sẽ tới đó. Bọn ta đã ăn bánh bao rồi, phải làm sao để được ăn nem thêm nữa. Ngoài ra còn ăn thêm bánh ngọt và bánh hạnh nhân siêu ngon nữa. Ê,
Cái này còn chưa ăn, hai người lại nghĩ tới món tiếp theo rồi. Không thể được, chúng ta không mang theo nhiều tiền như vậy. Ông chủ nhanh lên đi, sủi cảo của bọn ta. Tới đây. Đa tạ. Nè ông chủ, cho thêm ba chén. Không được, không được. Ông chủ à, không cần đâu. Không phải nói rồi sao, chúng ta không mang theo nhiều tiền. Thì thôi. Nhìn miếng vải này đi. Ông chủ, tấm vải này bao nhiêu? Cô nương à, vừa nhìn là biết hàng tốt rồi. Tấm vải này là tấm tốt nhất trong cửa hàng của tôi. Giá cả đắt hơn một chút. Hàng tốt, tương xứng với giá cả. Tấm này 8 lượng bạc. 8 lượng sao? Ông có thể bán tấm này rẻ hơn không? Cô nương, nếu cô thực sự muốn nó, thấp nhất là 5 lượng. 5 lượng? Ta có 3 lượng 8 đồng ở đây. Còn cô thì sao? Ta vừa mua đồ ăn đã hết mất rồi. Tiên Nhi, còn cô thì sao? Ta hả? 2 lượng sao? 2 đồng đó. Ông chủ, bọn ta vẫn còn thiếu một chút. Ông có thể nào bán nó rẻ hơn một chút nữa không? Cô nương à, thấp hơn không được nữa đâu. Thấp hơn nữa thì ta lỗ vốn đó. Ông chủ, bọn ta sẽ quay lại sau. Làm phiền ông, hãy giữ tấm vải này cho bọn ta đi. À, được rồi, cô nương yên tâm. Đa tạ. Đi thôi. Hai muội đó, chỉ biết ăn thôi. May mắn tìm được tấm vải yêu thích rồi, cũng không thể mua được. Sớm biết như vậy ta ăn ít hơn một chút là được rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Rất tuyệt. Hay lắm. Hay, hay. Hay lắm. Hay lắm. Đi, đi, đi. Tuyệt vời. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Không sai. Đi thôi, đi thôi. Trời ơi, nhìn kìa, đẹp quá ha. Đẹp quá đi. Đàn cũng hay nữa. Hay lắm, đẹp lắm, hay lắm nha. Tuyệt vời. Hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Đẹp lắm. Cũng như một tiên vậy đó. Tuyệt vời. Đẹp quá. Hay lắm, hay lắm. Trời ơi, coi kìa. Ủa, đẹp lắm. Múa đẹp quá. Thầy. Hay lắm. Tiếp tục đi. Thêm một cái nữa. Đa tạ. Khỏi đa tạ. Thêm một cái nữa đi. Nè ông chủ, tiền gom đủ rồi, bán cho chúng ta đi. Cô nương, ta xin lỗi nha, có người mua mất rồi. Bán rồi? Khi nãy không phải đã nói ông là giữ lại rồi hay sao? Việc làm ăn nhỏ cũng khó mà giữ được. Sao ông lại nuốt lời vậy hả? Yên Nhi à, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác mà. Xin đa tạ. Tam vị cô nương xin vui lòng dừng bước. Tam cô nương đều có tướng mạo phú quý không thể nào tả được. Cô nương này có thể nói ngày sinh để cho bần đạo rút một quẻ có được không? Nói đi, nói đi. Để ta nói trước vậy. Không, chắc chắn không lấy tiền đó. Tôi sinh vào ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Tuất. Tỷ số vật bảo thần kỳ ảo ơi. Cô nương, trong trái tim của cô đang nghĩ về một nam nhân. Cô hãy ném 3 đồng xu này xuống đi. Cô nương, đúng là rất tốt. Người nam nhân mà cô đang nghĩ tới rất phú quý đó. Kiếp này sẽ có mối nhân duyên với cô. Nhân duyên? Nhân duyên? Không đời nào. Ông nói sai rồi. Không có một chút nào đúng hết. Chúng ta đi thôi. Khoan đã.
Cô vừa nghĩ tới ai vậy hả? Tên trộm mắt to phải không? Ta nghĩ về hắn làm gì chứ? Ta không nghĩ về ai hết. Nhất định là vậy rồi. Chiều hôm nay là cô nương nào ở trong trấn Mãi Nghệ để được thưởng tiền đây hả? Phượng Nhi, Tuyết Nhi, Yến Nhi, bộ mặt của Tế Nguyệt Đài đều bị ba người các ngươi dứt hết rồi. Bắt đầu từ ngày mai, phạt các ngươi quét sân một tuần. Quét sân sao? Quét sân đó. Quét sân hả? Cái gì kỳ vậy? Phải đó, phải đó. Được rồi, đi quét sân thôi. Các cô không đi hả? Không phải là muội đói muội đi một mình sao? Dựa vào cái gì mà một mình ta? Bởi vì cô là kẻ chủ mưu mà. Nghe lời đi. Các cô. Sao ta phải chịu phạt một mình chứ? Rõ ràng hai người đó cũng góp phần mà. Ngoài miệng họ không nói gì, nhưng trong lòng chính là coi thường cô đó. Trong mắt của bọn họ, cô chỉ là một ả nha đầu lang thang mãi nghệ trên đường mà thôi. Ai cũng bắt nạt ta. Ngay cả ngươi cũng vậy. À, nhanh lên, nhanh lên. Yên Nhi sẽ quay lại ngay thôi. Giấu nó mau lên đi, không được để cô ấy phát hiện. Giấu ở đâu đây? Giấu nó ở đây đi. Yeah. Xử lý đi. Quả nhiên bọn họ có chuyện giấu ta. Lẽ nào bọn họ giống như Sở Nhi nói sao? Gọi ba cô nương đó ra đây, phạt họ phải quét lại, không quét xong không được ăn cơm. Dạ. Hả? Wow. Yên Nhi à, lúc sáng muội đã thực sự quét sân chưa? Ta rõ ràng đã quét sạch rồi mà. Muội lại lười biếng nữa phải không? Ta không có. Thôi bỏ đi, mau quét nhanh cho xong. Rõ ràng là ta đã quét sạch rồi mà. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Yên Nhi, mùi thật quá đáng rồi. Chúng ta đi thôi. Nè Phượng Nhi, ta không có ý đó. Rõ ràng là mình đã quét sạch hết rồi mà. Không thể chịu đựng được nữa, ta sẽ nói thật với cô ấy. Không thể nói được. Tại sao chứ? Bây giờ cô ấy càng không thể nào hiểu chúng ta. Và sau này cô ấy nhận được quà tặng thì sẽ càng hạnh phúc hơn. Cũng được. Ừ. Được rồi. Sao vậy? Quốc ước sao hả? Ta nói rồi mà, cô không phải là người cùng đường. Hiện tại trong lòng còn đang vì các cô ấy biện giải đi. Vào ngày hôm đó, ta đã vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa họ rồi. Tuyết Nhi nói ngươi là đầu đất, nói rằng tấm vải màu xám đó là tốt nhất cho cô rồi. Phượng Nhi ngày hôm đó cũng không hề giúp ngươi đi lấy vải nữa. Cô nói bậy. Tất cả điều này là của cô. Không có chuyện gì xảy ra với cô, trong lòng cô là rõ nhất. Cô động não có được không hả? Tại sao chứ? Mọi người trước đây vẫn là tỉ muội tốt mà. Sao làm vậy với ta được chứ?
Lý do mà ta biết, bởi vì cô không hề có giá trị gì cho họ lợi dụng nữa, thậm chí là một gánh nặng. Nếu như cô không muốn giống như một miếng vẽ rách, sau khi bị các cô ấy dùng qua liền tùy tiện ném đi một cái, cách tốt nhất là cô hãy để cho họ không thể nào lau sạch tro trên bàn được. Cô vẫn còn giá trị của mình. Ăn xong rồi. Yên Nhi, cô đi trước đi, bọn ta sẽ ra sau. Đi đi. Cũng được. Đi thôi. Ừ. Ngày mai là biểu diễn rồi. Cuối cùng hai chúng ta đã làm xong trước buổi diễn. Cô vẫn lợi hại hơn. Ta nghĩ ngày mai khi Yên Nhi nhìn thấy bộ trang phục này, nhất định sẽ trợn tròn mắt lên. Không được. Ta không muốn làm bất cứ điều gì như đồ bỏ đi. Các cô muốn lau sạch tro trên bàn và sau đó ném ta đi sao? Còn lâu ta mới để các cô tội nguyện. Chờ một chút, 12 người các cô hãy giữ vững tinh thần, có biết không hả? Bẩm báo tổng quản, họ đi được 5 dặm rồi. Mau đi bẩm báo Dân Tỷ Tỷ đi, nếu không nhanh hơn một chút, không kịp nữa đó. Dạ. Các cô, đi xuống và chuẩn bị đi. Yên Nhi, chúng ta hãy cùng nhau đi chuẩn bị thôi. Ừ, ta chỉ cần mặc cái này thôi, ta không đi đâu hết. Vậy sao được chứ, đi thôi. Ta không đi đâu. Đi. Chất lượng của nhóm, các cô gái này không đồng đều. Sau hơn một tháng đào tạo, cũng cơ bản nắm vững được một số kỹ năng mới. Giả sử có thời gian, nhất định có thể phát huy tác dụng cho chủ tử. Ừ, được. Hãy cho bắt đầu đi. Dạ. Làm cái gì vậy hả? Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt làm gì? Nhắm mắt lại nhanh lên đi. Được rồi. Đi. Đừng có mở mắt ra đó. Ừ. Tan 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 tan. Ừ, đẹp đó. Trang phục biểu diễn của các cô là đẹp nhất rồi. Đó không chỉ là của hai bọn ta đâu. Cả ba đều có. Hả? Tuyết Nhi đã làm cho cô đó. Cái này cho ta thật sao? Tất nhiên rồi. Các cô chú ta là làm cái này cho ta đó hả? Nếu không phải, bọn ta đâu còn khổ sở giấu. Cảm động có phải không? Hạnh phúc lắm phải không? Hãy vui lên nào. Hãy khóc đi nào. Đừng kiềm chế nữa. Ôi, sao chuyện này có thể xảy ra? Lúc nãy vẫn còn lành lặn kia mà. Chủ tử, có vẻ là người không hài lòng với màn trình diễn của họ, có phải không? Đây là chuyện của người. Đào tạo các nữ nhân khiêu vũ nghi thức làm gì chứ? Hoàng thượng đã sớm chán ngấy rồi. Ta muốn biết là Tế Nguyệt Đài xây dựng trong một thời gian dài, các cô nương ở đây đào tạo bài bản ra sao? Bẩm chủ tử, các cô gái này được tuyển dụng tương đối đặc biệt. Ngoài trừ cầm kỳ thư họa, còn việc được học thơ từ và bài hát ra, ta còn để cho dạ quanh tổng quản về các nàng dịch dung và các kỹ năng sơ cấp để phá giải các cơ quan. Trong tương lai sẽ đào tạo một số kỹ năng cao cấp khác. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục xem biểu diễn đi. Dạ. Đó là tất cả mọi chuyện xảy ra, tất cả là lỗi của ta. Ta sẽ đi nói với Dân Tỷ, một mình ta chịu phạt được rồi. Các cô không thể tha thứ cho ta sao? Không đời nào đó. Phạt cô phải dọn sạch phòng chúng ta trong tháng này.
Vậy Tuyết Nhi tỷ, tỷ thì sao? Ta không tha thứ cho Bụi đâu. Lần này thì chúng ta đã làm mất đi cơ hội tốt rồi. Thiệt tình tất cả là lỗi của ta. Ta xin lỗi hai người. Nhưng bây giờ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ê, có rồi.